Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Sát khí trên người Hoàng Rơi cực kỳ nồng đậm, hắn chậm rãi mở miệng, trên mặt lộ ra nụ cười làm cho người ta cảm giác cực kỳ không thoải mái. Bộ dáng của hắn phỏng chừng chính là cái loại có thể ngăn em bé khóc đêm trong truyền thuyết. Hoàng Rơi nhìn hai người đi vào trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, hắn vươn cánh tay nói: "Người tự tiện xông vào đều phải chết." Nói xong, Hoàng Rơi lớn tiếng gào giống một tiếng, mở cánh ra, lên hướng về phía hai người vọt tới. Tìm chết! Lâm Hiểu Phong vọt lên, yêu đao cùng thiên vấn ma đao xuất hiện ở trong tay hắn. Chấn lục hợp, chú bát phương, yêu thả lui, thiên hạ lãng, song đao ma tinh trảm. Tức khắc, song đao trong tay của Lâm Hiểu Phong nhanh chóng múa may lên. Một đao lại một đao hướng về trên người của Hoàng Rơi chém tới. Đang đang đang, không nghĩ tới thân thể Hoàng Rơi thế nhưng vô cùng cứng rắn. Ngay cả yêu đao cùng thiên vấn ma đao cũng không thể chém đứt được. Vượng Tài ở phía sau hô lên: "Hoàng Rơi này chính là được tạo ra từ thiên thạch bên ngoài bầu trời, cả người vô cùng cứng rắn, dùng vũ khí là giết không chết hắn, cần phải sử dụng chú thuật." Lâm Hiểu Phong vừa nghe, một chân đạp vào trên người Hoàng Rơi, đem Hoàng Rơi trực tiếp đá bay ngược trở về. Lâm Hiểu Phong mở miệng thì thầm: "Thiên hữu âm dương, địa hữu ngũ hành, tinh thần liệt bố, nhật nguyệt tinh minh, vĩnh phong huyết chú." Hiện giờ Lâm Hiểu Phong sử dụng vĩnh phong huyết chú, uy lực có thể nói cường đại hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Giữa không trung vươn ra mười mấy cánh tay máu chảy đầm đìa, đồng thời đem Hoàng Rơi lôi kéo. Những cánh tay đó đều là từ giữa hình tròn huyết chú có đường kính 2 mét ở trên không trung chui ra. Một khi Hoàng Rơi bị kéo vào hình tròn huyết chú này, liền không có khả năng sống được. Trên mặt Hoàng Rơi cũng lộ ra thần sắc kinh hoàng, hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà sẽ có tà thuật như vậy xuất hiện. Hắn không ngừng giãy giụa. Bên trong yết hầu của Hoàng Rơi phát ra tiếng gầm giận dữ. Sát khí màu xanh lục trên người hắn thế nhưng biến thành vô số con rơi màu xanh lục. Những con rơi đó hướng tới cánh tay lôi kéo liền va đập vào. Phanh phanh phanh. Những cánh tay đó tuy rằng vô cùng kiên cố nhưng cũng không chống đỡ được nhiều con rơi va chạm như vậy. Từng cánh tay dần dần bị đâm gãy. Những cánh tay đó một khi bị đâm gãy liền biến thành một bãi máu tươi rơi xuống trên mặt đất. Liền ở thời điểm Hoàng Rơi sắp đại công cáo thành, Lâm Hiểu Phong xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Hiểu Phong dùng hết sức, một chân đột nhiên đá vào phía sau của Hoàng Rơi. Hoàng Rơi tức khắc không thể đứng vững. Bên trong vĩnh phong huyết chú tức khắc lại xuất hiện vô số cánh tay gắt gao bắt lấy Hoàng Rơi. Hoàng Rơi vốn là không thể đứng vững, sau khi những cánh tay đó xuất hiện, nháy mắt Hoàng Rơi liền bị kéo vào bên trong huyết chú. Sau khi Hoàng Rơi bị kéo vào vĩnh phong huyết chú, trên mặt Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói: "Tiếp tục đi thôi." Trên mặt Vượng Tài lộ ra thần sắc lo lắng. Hiện tại liền xuất hiện quái vật Hoàng Rơi như vậy, phía sau không chừng còn có thứ gì chờ đợi chúng ta. Truy Phong ở một bên cười nói: "Không phải phía trước người ghét bỏ mộ địa của mình thủ vệ quá kém sao? Hiện tại xuất hiện cường giả thủ mộ, chẳng lẽ người còn không vui?" Vượng Tài lắc đầu nói: "Lúc trước ta thật sự là nhân vật tung hoành thiên hạ, nhưng sao có thể là một quái vật cường đại như Hoàng Rơi giúp ta thủ mộ như vậy? Hoàng Rơi này đưa tới bên ngoài cũng là nhân vật có thể là một thành chủ. Nếu lúc trước ta kiến tạo thế lực khổng lồ, làm nhân vật như vậy tới thủ mộ cũng bình thường. Nhưng lúc này ta lẻ loi một mình, người khác dựa vào cái gì tới thủ mộ cho ta?" Sắc mặt của Vượng Tài có chút ngưng trọng. "Cái gọi là mộ địa ma tôn này thật sự là khắp nơi đều lộ ra cổ quái, làm cho người ta có cảm giác không thể diễn tả bằng lời." Lâm Hiểu Phong trắng mắt như Vượng Tài một cái. "Gia hỏa người cũng thật là, dù sao hiện tại đều đã đến nơi đây, mặc kệ xuất hiện vấn đề gì, chúng ta không có khả năng lui về phía sau, còn phải đi đến cùng xem thế nào." Đối với loại đồ vật kỳ quái bên trong mô địa ma tôn này, Lâm Hiểu Phong cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Rốt cuộc phía trước Lâm Hiểu Phong tiến vào mô địa ma tôn cũng đã làm tốt tâm lý chuẩn bị. Lưu Bá Thanh tính kế để cho mình tiến vào,
chính mình đã sớm có tâm lý chuẩn bị tới với nơi tuyệt đối không giống bình thường này rồi. Hai người một chó cũng không có ở lại nghỉ ngơi, giải quyết hoàng rơi này cũng không có tiêu hao quá lớn tinh lực của Lâm Hiểu Phong. Ở phía sau căn phòng này vẫn là một thông đạo, Lâm Hiểu Phong đi ở phía trước. Bất quá làm người kỳ quái chính là kế tiếp lại cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Nguyên bản Lâm Hiểu Phong còn tưởng rằng phía sau hoàng rơi này còn sẽ có càng nhiều đồ vật cường đại hơn nữa. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, chính mình cũng là suy nghĩ nhiều. Hoàng rơi này đưa tới bên ngoài cũng là cường giả một phương, có thể thủ mộ ở chỗ này đã là ngoài dự đoán. Nếu còn có cường giả như hoàng rơi ở nơi này thủ mộ, vậy mới là thật sự kỳ quái. Ba người Lâm Hiểu Phong rốt cuộc đi đến lối vào tầng thứ 3 của mộ địa. Lối vào này vẫn là một cầu thang đi xuống phía dưới. Đoạn cầu thang này cũng không dài, ba người Lâm Hiểu Phong cẩn thận đi xuống dưới. Cái gọi là tầng thứ 3 này cũng không lớn, hơn nữa không có lối đi nữa, mà là một căn phòng hình tròn rất lớn. Đường kính nơi này sợ rằng có đến 200 mét. Sau khi bọn họ tiến vào, phía trước còn có một tấm bia, phía trên điều khắc văn tự mà Lâm Hiểu Phong căn bản không biết. Trên này viết gì vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Vượng Tài hỏi. Ánh mắt của Vượng Tài nhìn qua nói: Phía trên viết: Nơi đây phong ấn một ác ma vô cùng hung tàn, nếu như có người đến đây nhất định phải rời đi. Gì? Bất quá phía trên còn viết cởi bỏ như thế nào? Chỉ có truyền nhân quỷ thuật mới có thể đem ác ma này phóng thích. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy trên mặt lộ ra tươi cười. Thì ra gia hỏa người đều bị coi trở thành ác ma rồi. Vượng Tài rất là bất mãn nói: Bà nội, nếu như ta biết ai lập tấm bia này, lão tử một ngụm ăn luôn. Được rồi, mau chóng nghĩ cách cởi bỏ phong ấn, đem thân thể của ta đưa ra đi. Vượng Tài vội vàng nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi: Giải phong ấn như thế nào? Đem lực lượng quỷ thuật đưa vào bên trên tấm bia là được. Vượng Tài chỉ vào tấm bia đá trước mặt nói: Đơn giản như vậy sao? Lâm Hiểu Phong nói xong tay đặt tới trên bia đá, tiếp theo đem lực lượng quỷ thuật trong tay mình truyền vào bên trong tấm bia đá. Tiếp theo toàn bộ mộ địa thế nhưng rung lên nhẹ nhẹ. Bên trong hai mắt của Vượng Tài lộ ra hưng phấn: Thật tốt quá, thân thể của ta rốt cuộc sắp ra tới. Lúc này tấm bia đá không ngừng hấp thụ lực lượng của quỷ thuật bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong. Trên trán của Lâm Hiểu Phong dần dần xuất hiện mồ hôi. Tiếp theo bên trong tấm bia đá cũng chuyển đến phản hồi. Cái phản hồi này thế nhưng tràn ngập vô số mặt trái của cảm xúc: sợ hãi, thích giết chóc, hủy diệt. Lâm Hiểu Phong vội vàng bắt lấy tay rút trở về. Hắn từng ngụm thở hổn hển: Có chút không đúng. Vượng Tài nhìn bên trong phòng, trên mặt cũng cứng lại. Cái này, lực lượng này rất quen thuộc. Bên trong căn phòng xuất hiện sát khí màu đen. Vượng Tài vội vàng hét lớn: Chạy, là ma thần. Thì ra là ma thần bị phong ấn tại nơi này, chúng ta không cẩn thận đem ma thần thả ra rồi. Vượng Tài rốt cuộc đã hiểu ra, hắn xoay người lên chạy như điên rời đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong liếc mắt nhìn nhau một cái. Sao có thể? Lưu Bá Thành, lão vương bát đàn kia. Lâm Hiểu Phong nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Tiếp theo hai người bọn họ cũng đi theo phía sau của Vượng Tài hướng bên ngoài chạy tới. Bên trong căn phòng này tự khắc xuất hiện vô số kết giới phong ấn. Bất quá những kết giới phong ấn đó lại là một đám rách nát. Một đoàn sát khí màu đen cũng chậm rãi từ trong căn phòng bay ra ngoài. Một đôi mắt toát ra từ đoàn sát khí màu đen này, hắn hít sâu một hơi. Rốt cuộc phong ấn ta đã bị người giải khai rồi. Toàn bộ bên trong mộ địa đều vang vọng tràng cười này. Ba người Vượng Tài, Lâm Hiểu Phong, Truy Phong một hơi chạy ra khỏi nơi gọi là mộ địa ma tôn này. Thời điểm bọn họ ra tới, sắc trời bên ngoài còn thực tối. Bất quá hiện tại cũng không thể nghĩ nhiều như vậy. Ba người bọn họ xoay người lên ngựa, liền bỏ chạy tới phương hướng xa thạch thành. Chỉ là nhìn bộ dáng của Vượng Tài, liền biết gia hỏa này bị dọa cho sợ không nhẹ. Tính cách của Vượng Tài này có thể bị dọa thành như vậy cũng gần như là thế gian hiếm thấy. Ba người ở trên lưng ngựa chạy như bay thật lâu, phát hiện sau lưng cũng không có người đuổi theo, đều nhẹ nhàng thở ra. Tại sao sẽ là ma thần? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Vượng Tài nói.
Hơn nữa theo ngươi nói, ma thần mạnh như vậy, tại sao sẽ bị người khác phong ấn tại một nơi quỷ quái như vậy? Vượng Tài lắc đầu nói, ta nào biết, phía trước ta đều đã chết nhiều năm như vậy, không nghĩ tới vậy mà ma thần sẽ ở nơi này. Thì ra gia hỏa này không phải là lâm vào ngủ say, mà là vẫn luôn bị phong ấn. Không đúng. Vượng Tài nhịn không được quay đầu lại, nhìn thoáng qua phương hướng mộ địa. Ma thần vì sao không có đuổi theo giết chúng ta? Lâm Hiểu Phong nói, có lẽ là phong ấn còn chưa có hoàn toàn bị phá vỡ. Đều lâu như vậy, ma thần khẳng định đã từ bên trong phong ấn ra ngoài. Vượng Tài xác định nói, chỉ là hắn lại không có chút ý tứ nào muốn đổi tới giải quyết chúng ta. Chẳng lẽ gia hỏa này mới từ trong phong ấn ra tới, thực lực còn chưa có khôi phục sao? Vượng Tài thật đúng là đã đoán đúng rồi. Ở thời điểm bọn họ đào tẩu, sau khi ma thần hoàn toàn cởi bỏ phong ấn, ma thần cũng chạy đi mất, không dám chính diện gặp bọn họ. Hiện giờ ma thần chỉ sợ còn không lợi hại bằng Vượng Tài. Ba người dọc theo đường đi đều suy đoán đủ loại khả năng, cuối cùng cũng đều đưa ra kết luận là bọn họ quá ngốc, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất giết chết ma thần. Hiện tại liền tính là ba người chạy trở về, chỉ sợ cũng căn bản không thể tìm thấy ma thần. Nghĩ vậy, Vượng Tài không khỏi ngửa đầu thở dài. Mẹ nó, lão tử vậy mà có thể bị hắn dọa thành như vậy. Lúc ấy nếu như chúng ta xông lên cùng hắn liều mạng thì tốt rồi. Liền ở thời điểm Vượng Tài đáng tiếc, Lâm Hiểu Phong ngồi trên lưng ngựa, trên mặt tất cả đều là thần sắc suy tư trầm mặc. Vương Bát Đản Lưu Bá Thanh kia đến cùng là muốn làm cái gì? Lúc trước hắn sắp đặt chuyện này, chỉ sợ cũng là muốn sắp đặt truyền nhân quỷ thuật là mình đi mộ địa ma tôn phóng xuất ra ma thần đi. Nhưng gia hỏa này làm như thế có ý nghĩa gì đây? Chính mình đều đã chết còn muốn thả ra ma thần. Lâm Hiểu Phong bất luận suy nghĩ như thế nào đều không thể nghĩ thông đạo lý này. Mẹ nó, Vương Bát Đản! Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng một câu. Nếu như Lưu Bá Thành ở trước mặt tôi chắc chắn sẽ đánh cho hắn một trận, là bị hắn lợi dụng nữa rồi. Truy Phong ở một bên sắc mặt lại đạm nhiên hơn một ít, cười nói, ma thần muốn ngóc đầu trở lại chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đâu. Phượng Tài nghe thấy Truy Phong nói, lắc đầu nói, các người không rõ thực lực gia hỏa ma thần này quá khủng bố, liền tính là tứ đại bá chủ thêm vào cũng không đủ để một mình hắn thu thập. Truy Phong nói, theo như lời của ngươi, đó là thời điểm hắn mạnh nhất. Hiện giờ hắn mới vừa thức tỉnh, muốn chân chính khôi phục thực lực cũng không dễ dàng như vậy đâu. Huống hồ thời điểm lúc trước tứ đại bá chủ nhìn thấy ngươi đều hận không thể đem ngươi diệt trừ cho sảng khoái, càng đừng nói hiện giờ ma thần sắp một lần nữa xuất thế. Các người nói xem, tứ đại bá chủ tiêu sái sung sướng đã lâu, sẽ cam tâm nguyện ý làm thủ hạ của ma thần sao? Lâm Hiểu Phong cũng gật đầu đồng ý. Truy Phong lúc này hẳn là trong số ba người bọn họ chính là người tỉnh táo nhất. Trong đầu cô Vượng Tài đều là sự cường đại của ma thần, mà bản thân mình vừa rồi trong đầu đều là suy tư xem Vương Bát Đản Lưu Bá Thanh kia đến cùng muốn làm cái gì. Chỉ có Truy Phong ở trên lưng ngựa an tĩnh suy tư hết thảy vấn đề này. Vượng Tài gật đầu, đúng vậy, không sai. Chúng ta mau chóng đem tin tức ma thần phóng xuất ra ngoài. Một khi đem tin tức hắn phóng xuất ra ngoài, tứ đại bá chủ khẳng định sẽ áp dụng hành động ở bên trong vực sâu hắc ám đuổi giết chết gia hỏa này. Vực sâu hắc ám tuy rằng nhìn như không có biến hóa gì, thương nhân ở phía dưới nên kinh doanh liền kinh doanh, nên làm cái gì liền làm cái đó. Nhưng ở bên trong cao tầng, nếu truyền ra ngoài, đây lại là sự tình làm cho người hoảng sợ. Ma thần một lần nữa xuất thế, hơn nữa chính là lại ở bên trong mộ địa ma tôn. Nguyên bản hai người Ma Lục, Thụ Ma Vương còn đối với sự tình về nhân loại canh cánh trong lòng, còn muốn khi nào đó lại tiếp tục xử lý đám nhân loại này. Nhưng hiện tại tất cả tâm tư ngược lại toàn bộ đều đặt bên trong chuyện này. Lúc trước nhân loại rời khỏi lãnh địa của bọn họ, đối với ích lợi của bọn họ tạo thành ảnh hưởng, bọn họ liền xuất lĩnh đại quân đồng thời vây công Giang Nam Thành. Càng đừng nói một khi để cho ma thần khôi phục lại thực lực, sẽ hoàn toàn đưa bọn họ biến thành thủ hạ. Mấy vị này ở trên vị trí cao cao tại thượng đã quen, sao có thể chịu đựng chính mình làm thủ hạ cho người khác. Tứ đại bá chủ sau khi nhận được tin tức liền chuẩn bị tề tụ ở Giang Nam Thành, hơn nữa mời Tư Không Nhất Trần cũng cùng thương nghị việc này. Quan hệ giữa tứ đại bá chủ
cũng hoàn toàn không coi là tốt. Nhưng bởi vì phải đối phó Giang Nam Thành cho nên ôm thành một đoàn. Hiện giờ với đối phó ma thần, lại cũng muốn đem Tư Không Nhất Trần gia nhập bên trong bọn họ. Khoảng cách ngày mà ma thần một lần nữa xuất thế đã đi qua 8 ngày. Ba người Lâm Hiểu Phong, Truy Phong cùng với Vương Tài một đường không ngừng nghỉ, rốt cuộc chạy về Giang Nam Thành. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng thương nghị qua, mặc kệ vực sâu hắc ám sắp phát sinh biến cố gì, bọn họ không có khả năng tiếp tục ở lại vực sâu hắc ám. Vực sâu hắc ám này kế tiếp sẽ để lại cho ma thần đấu cùng tứ đại bá chủ. Về phần hai người bọn họ đã thả ra ma thần, ngược lại giống như là chuyện mất. Đối với việc này, làm cho Vượng Tài đã từng là đối thủ của ma thần giờ cả hai tay hai chân tán đồng. Thời điểm ba người bọn họ trở lại Giang Nam Thành, liền chạy đến phủ thành chủ. Thời điểm tiến vào phủ thành chủ, hộ vệ gác cửa nhận biết hai người bọn họ cũng đều không có ngăn cản. Bọn họ mới vừa về tới, một hộ vệ bên trong phủ thành chủ vội vàng đã đi tới, chắp tay nói: "Hai vị, thành chủ mời hai vị đi qua, nói có việc muốn hỏi hai vị." "Được." Lâm Hiểu Phong gật đầu, trong lòng cũng nói thầm, hơn phân nửa là hỏi về việc ma thần đi. Hai người mang theo Vượng Tài cùng đi vào đại sảnh phủ thành chủ. Tứ đại bá chủ thế nhưng cũng ở bên trong. Bốn người Long Tổng Nhất, Ma Lục, Thụ Ma Vương, Lâm Bình Xuyên đều ngồi ở hai bên. Tư Không Nhất Trần ngồi ở ghế trên. Nơi này cũng chỉ có 5 người đó. "Thành chủ, Long tiền bối." Lâm Hiểu Phong cũng chỉ chào hỏi hai vị này. "Không cần khách khí." Trên mặt Long Tổng Nhất cũng lộ ra thần sắc hơi sốt ruột. "Nói xem, các người đến cùng thả ra ma thần như thế nào?" Nhắc tới việc này, trên mặt của Thụ Ma Vương cùng với Ma Lục lộ ra thần sắc kiều thị. Dù sao cũng là hai gia hỏa Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong này đi thả ra ma thần, nếu không làm gì đến nỗi như thế. Long Tổng Nhất vừa thấy thần sắc của Thụ Ma Vương cùng với Ma Lục, ho khan một chút nói: "Là ta bảo đám tiểu bối này đi mộ địa ma tôn, việc này không trách bọn họ." Nghe thế, lúc này Ma Lục cùng với Thụ Ma Vương mới thu hồi thần sắc kiều thị. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong ngươi một câu ta một lời, đem sự tình trải qua một năm một mười nói ra. "Thì ra là như thế." Long Tổng Nhất vừa nghe xong khẽ gật đầu. Ma Lục lại nhìn về phía của Vương Tài hỏi: "Ma Tôn đại nhân, không biết khi nào ngài mới có thể khôi phục thực lực? Nếu như ma thần khôi phục thực lực, chỉ có thể dựa vào ngài tới chống lại." Vương Tài vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói: "Ta đương nhiên minh bạch, ta cùng ma thần có thù không đội trời chung. Chuyện này các người yên tâm, tiếp theo ta sẽ chạy về Dương Gian tìm kiếm phương pháp khôi phục thực lực. Một khi khôi phục thực lực, liền tính ma thần khôi phục thực lực, có bốn người các người, hơn nữa còn có Tư Không Nhất Trần, chúng ta cùng ma thần cũng có thể chiến đấu một trận." Nhìn bộ dáng đại nghĩa này của Vương Tài, Lâm Hiểu Phong liền muốn đá cho nó một cái. Rõ ràng trên đường đều bị dọa cho sợ té đái, đến lúc này đều còn không quên giả bộ chính nghĩa. Bất quá đám người Ma Lục lại tin là thật. Rốt cuộc ma tôn năm đó là bị ma thần đánh bại, nói như thế nào cũng là kẻ thù không đội trời chung. Huống chi ma tôn bên trong ấn tượng của bọn họ năm đó chính là nhân vật có thủ oán tất báo. Tư Không Nhất Trần nói: "Hiện giờ con xin bốn vị để thủ hạ ở bên trong vực sâu hắc ám tìm kiếm tung tích của ma thần. Một khi tìm được, khắp nơi liên thủ tiêu diệt hắn." Long Tổng Nhất nhìn về phía của Tư Không Nhất Trần nói: "Việc này chúng ta khẳng định sẽ làm. Lần này tới Giang Nam Thành hiệp thương việc này cũng là muốn để cho nhân hoàng hỗ trợ." Trên mặt Tư Không Nhất Trần lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. "Việc này chiến đấu phía trước làm cho binh sĩ Giang Nam Thành chúng tôi tử thương rất nhiều, chỉ sợ là khó có thể xuất binh hỗ trợ." Long Tổng Nhất khoát tay nói: "Cũng không phải yêu cầu nhân hoàng người xuất binh, mà là không đứng về phía của ma thần." Tư Không Nhất Trần nháy mắt liền hiểu ra vấn đề. Hiện giờ cảnh ngộ ma thần ở bên trong vực sâu hắc ám, khẳng định là yêu cầu tìm kiếm viện trợ mới có thể phát triển lên. Bốn vị bá chủ bên trong vực sâu hắc ám này là quả quyết không có khả năng hỗ trợ. Nhưng Tư Không Nhất Trần lại bất đồng. Nhân tộc ở bên trong vực sâu hắc ám vốn dĩ địa vị liền không cao, đã chịu áp bách của bốn vị bá chủ. Tỷ như ma thần hứa hẹn với Tư Không Nhất Trần, một khi giúp hắn khôi phục thực lực,
liền để địa vị của nhân loại ở bên trong vực sâu hắc ám tăng lên rất lớn. Sợ rằng Tư Không Nhất Trần thật sự sẽ trợ giúp ma thần. Long Tổng Nhất nói. Đối với việc này, bốn người chúng ta cũng thương nghị qua. Thực lực hiện giờ của Nhân Hoàng, đó là vị bá chủ thứ năm trong vực sâu hắc ám chúng ta. Hơn nữa sau này, địa vị của nhân loại ở trong vực sâu hắc ám chỉ ở sau ma tộc, như thế nào? Nghe thế, trên mặt của Nhân Hoàng rốt cuộc nhịn không được lộ ra vui mừng. Bọn họ nỗ lực nhiều năm như vậy, còn không phải là vì để cho nhân loại ở bên trong vực sâu hắc ám có địa vị nhất định hay sao? Không nghĩ tới, bởi vì ma thần sống lại, địa vị này thế nhưng trời xui đất khiến đã có thể có được. Đương nhiên, hết thảy những việc đó tiền đề là Nhân Hoàng không thể trợ giúp ma thần. Nếu để chúng ta biết Nhân Hoàng có một chút trợ giúp ma thần, chúng ta sẽ làm nhân loại ở bên trong vực sâu hắc ám hoàn toàn diệt vong. Long Tổng Nhất uy hiếp. Trên mặt Tư Không Nhất Trần lộ ra tươi cười. Bốn vị yên tâm, ta biết nặng nhẹ, chuyện này đương nhiên sẽ cùng tiến cùng lui với bốn vị. Trên mặt Long Tổng Nhất lộ ra tươi cười. Thụ Ma Vương nói. Quay đầu lại, ta cũng sẽ để cho binh lính trông coi lối vào dương gian, quả quyết không để cho ma thần tiến vào dương gian, để hắn ở dương gian khôi phục thực lực, sau đó quay trở về đây. Vương Tài nhìn về phía của Thụ Ma Vương nói. Quay đầu lại, ta còn muốn đi dương gian một chuyến. Ma Tôn đại nhân, đương nhiên lại là chuyện khác. Thụ Ma Vương mở miệng nói. Nói xem ma thần hiện giờ là bộ dáng gì, chúng ta cũng dễ dàng tìm kiếm. Long Tổng Nhất nhìn sang hỏi. Mấy người Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Chúng tôi cũng không thấy rõ, đã bỏ chạy rồi. Tuy rằng tin tức là bọn họ thả ra từ trong Sa Thạch Thành, nhưng bộ dạng của ma thần bọn họ thật sự là không thấy rõ. Ngược lại Vương Tài nói. Một khi ma thần tới gần, sát khí trên người hắn sẽ cho người ta một loại cảm giác hủy diệt. Sát khí của hắn thực dễ dàng phân biệt. Ừ, liền lấy cái này làm chuẩn đi, tìm kiếm ma thần. Long Tổng Nhất hít xong một hơi. Khi năm người bọn họ thương nghị, Lâm Hiểu Phong, Truy Phong còn có Vương Tài liền cáo từ rời đi. Lâm Hiểu Phong thực mau tìm tới Hàng Chu. Hàng Chu còn ở bên trong phòng cho khách nghỉ ngơi. Nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đột nhiên đẩy cửa tiến vào, trên mặt nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiểu Phong, tại sao các cậu lên trở lại nhanh như vậy? Lâm Hiểu Phong vội vàng bắt lấy tay của Hàng Chu. Chúng ta mau chóng trở về dương gian, mặt khác đem Tiêu Giao Tử cũng gọi tới. Vực sâu hắc ám này không thể ở lại. Sao lại thế này? Trên mặt Hàng Chu lộ ra thần sắc hoang mang. Tứ đại bá chủ lại tấn công tới đây sao? Mấy ngày này Hàng Chu liền an tĩnh ở bên trong phòng cho khách chờ đợi Lâm Hiểu Phong trở về, cho nên đối với tin tức của ngoại giới cũng không biết rõ. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Bị Lưu Bá Thanh lừa gạt, không cẩn thận đem ma thần thả ra rồi. Ma thần? Trên mặt Hàng Chu lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sao có thể? Lâm Hiểu Phong đơn giản đem sự tình trải qua nói ra một lần. Sau khi Hàng Chu nghe xong, cũng minh bạch tính nghiêm trọng của sự tình này, gật đầu nói. Được, chúng ta liền trở về dương gian. Tiếp theo, bọn họ đi vào trong phòng bên cạnh. Tiểu Giao Tử đang ngồi ở trong phòng uống rượu. Sư phụ, chúng ta... Hàng Chu vừa muốn mở miệng, Tiểu Giao Tử liền nói. Lời nói của các người ta đều đã nghe được. Lão già ta lỗ tai lại không điếc. Nói xong, Tiểu Giao Tử uống một ngụm rượu nói ra. Các người đi đi, ta liền ở lại bên trong Giang Nam Thành này. Sư phụ... Hàng Chu nhíu mày lại. Tiêu Giao Tử thở dài nói. Lúc trước ta mang người tới chính là vì mộ địa ma tôn này, muốn làm thực lực của mình càng tiến thêm một bước, không nghĩ tới bỏ đi. Tại trong Giang Nam Thành cuộc sống cũng thật tiêu sái, so với ở dương gian ngươi lừa ta gạt thoải mái hơn nhiều. Các người trở về đi, ta liền ở tại nơi này dưỡng lão. Nói xong, Tiêu Giao Tử tập trung uống rượu, cũng không hề để ý tới mấy người bọn họ. Vậy cáo từ.
Lâm Hiểu Phong cũng đối với hắn không có ấn tượng gì tốt, lôi kéo Hạng Trù liền xoay người rời đi. Bên trong vực sâu hắc ám, kế tiếp sẽ có sóng gió mãnh liệt dạng nào đã không phải việc mà mấy người Lâm Hiểu Phong cần phải quan tâm. Lúc này Lâm Hiểu Phong, Hạng Trù, Truy Phong còn có Vương Tài đang ngồi ở trên máy bay. Chiếc máy bay này chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh. Máy bay chạy ở trên đường băng. Lâm Hiểu Phong ngồi ở bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, cảm thán nói: cuối cùng đã trở lại, bây giờ chúng ta tốt xấu gì có thể ngừng nghỉ một đoạn thời gian rồi. Hạng Trung ngồi ở bên cạnh nhìn không được trợn trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Gia Hỏa Cầu cùng với Truy Phong đem ma thần thả ra liền chạy về Dương Gian rời đi luôn. Bằng không thì sao, chẳng lẽ mình còn có thể ở lại đối phó ma thần hay sao? Lâm Hiểu Phong ha ha nở nụ cười. Mình đi vực sâu hắc ám vốn chính là tìm cậu, lại nói Tứ Đại Bá Chủ cùng Tư Không Đại Ca thực lực đều cường hãn hơn so với mình, bọn họ đương nhiên sẽ đối phó được ma thần. Nếu bọn họ đều không đối phó được ma thần, mình lo lắng cũng là vô dụng. Vương Tài gật đầu nói: còn không phải sao, chúng ta không cần thiết ở lại vực sâu hắc ám theo chân bọn họ chịu chết. Ai da, không đúng, không cần thiết ở lại theo chân bọn họ cùng nhau lo lắng. Như bộ dáng này của người, lúc trước tốt xấu gì còn cùng với ma thần chiến đấu một trận, hiện tại lại bị dọa thành cái dạng này rồi sao? Lâm Hiểu Phong chụp đầu của Vương Tài một chút. Vương Tài bĩu môi nói: lúc trước thực lực ta mạnh như vậy, đương nhiên không sợ hắn. Hiện tại này đã khác xưa. Bỏ đi, nói cái này làm cái gì, mau chóng trở về Trảo Yêu Cục, vẫn là Trảo Yêu Cục an toàn. Sau khi mấy người từ trong sân bay đi ra, Vô Kiều đã phái người của Trảo Yêu Cục tới đón bọn họ. Bọn họ mới vừa đi đến lối ra sân bay, một quân nhân ăn mặc thường phục liền đã đi tới, trên mặt hắn mang theo tươi cười. Lâm Thượng Tá, các ngài tới rồi, xin theo tôi đi đến đây. Nói xong, quân nhân này cung kính duỗi tay chỉ vào phương hướng phía sau. Quân nhân này lái xe thường mau liền mang mấy người bọn họ về tới Trảo Yêu Cục. Lúc này bên trong Trảo Yêu Cục thoạt nhìn cũng thực thanh nhàn, cũng không có bộ dáng bận rộn gì. Vương Tài, mang Tiểu Chu đến nhà tôi nghỉ ngơi trước đi, tôi cùng Truy Phong đến chỗ của Vũ Kiều một chuyến. Lâm Hiểu Phong nói. Bọn họ từ bên trong vực sâu hắc ám trở về, vẫn cần phải đến chỗ của Vũ Kiều gặp mặt một chút. Việc này cũng thành thói quen, chủ yếu là muốn em sửa tình trong vực sâu hắc ám, đại khái nói cho Vũ Kiều, mặt khác đó là còn muốn ôn chuyện. Đi thôi. Hạng Trù vẫy vẫy tay, Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đi đến văn phòng của Vũ Kiều. Khi đi vào cửa văn phòng, thế nhưng nghe được bên trong chuyển đến tiếng đùa giỡn rất lớn, còn có thanh âm đồ đạc bị vỡ. Tình huống như thế nào? Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người bọn họ vội vàng mở cửa. Cửa mới vừa mở ra, một bóng người liền từ bên trong bay ra. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong vội vàng hướng sang hai bên tránh đi. Phanh một tiếng, Vũ Kiều ngã thật mạnh trên mặt đất. Vũ Kiều xoa mông của mình, vừa thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đứng ở cửa. Hai cậu không biết đỡ lấy ta sao? Chúng tôi làm sao biết là anh bay ra đây? Lâm Hiểu Phong vô ngữ nói. Truy Phong lại rất tò mò hỏi. Còn có người có thể đem anh đánh bay ra sao? Nói xong, hai người bọn họ hướng vào bên trong vừa thấy, lại là Khuất Thu Hương ngồi ở bên trong. Khuất Thu Hương bộ dáng tức giận đối với Vô Kiều quá lớn. Còn không tiến nhanh vào cho tôi. Được. Vô Kiều vội vàng đứng lên, xấu hổ nói. Bà xã, Hiểu Phong cùng với Truy Phong cũng đang ở đây, cho ta chút mặt mũi đi. Hai người bọn họ lại không phải người ngoài, tư thế đâu rồi? Khuất Thu Hương nói. Vũ Kiều vừa nghe, tôi thay nhéo lỗ tai của mình, cúi đầu đi vào. Chị dâu, đây là sao vậy? Lâm Hiểu Phong đứng ở cửa, nhìn không được trong lòng tò mò hỏi. Khuất Thu Hương trừng mắt nhìn Vũ Kiều một cái. Để chính hắn nói đi. Vũ Kiều bất đắc dĩ nói. Là như thế này, vừa rồi bà xã ta tới, ta đang đứng trước một cô gái, chỉ là nói một hai câu. Rõ ràng là anh đùa giỡn người khác trước mặt tôi. Khuất Thu Hương trừng mắt nói với Vũ Kiều. Vũ Kiều vỗ ngực nói. Ai u, ta thật là oan uổng còn hơn so với Đậu Nga. Đúng rồi, cô gái kia chính là Hoàng Dần. Cô ta thích Hiểu Phong, liên quan gì đến ta? Chính cậu giải thích cho bà xã ta đi.
Vô Kiều hiển nhiên đã bị sự tức giận của Khuất Thu Hương làm cho có chút mơ mơ màng màng, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hoàng Dân! Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Cô ta còn chưa đi sao? Vô Kiều gật đầu nói. Không phải ta nhận được tin tức cậu sắp trở về tới sao? Cho nên liền đi thông báo cho Hoàng Dần, để cho cô ta mau chóng rời đi, miễn cho bị Hàng Chu gặp phải. Cô ta vừa rồi lại đây cáo từ ta, sau đó đến trong nhà cậu thu thập đồ đạc để đi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe mà tức khắc đen xuống. Mẹ nó, xong đời rồi. Khuất Thủ Hương nghe thế lúc này mới minh bạch, thì ra mình thật sự đã hiểu lầm. Nhìn trên mặt Vô Kiều chỗ xanh chỗ tím, nàng cười nói. Kiều ca, lại đây ngồi, lại đây ngồi nào. Ta không ngồi. Vô Kiều vội vàng lắc đầu. Bà xã, em cũng đừng lúc kinh lúc giống như vậy. Ta thoạt nhìn bộ dáng như là khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt vậy sao? Còn muốn nói? Khuất Thủ Hương trừng mắt nhìn lại đây. Vô Kiều tức khắc giống như ăn mệt, một câu cũng nói không nên lời. Vô Kiều vội vàng đổi đề tài. Việc này các cậu không phải còn có chính sự muốn nói cho ta sao? Nói xem, có việc gì? Là như thế này. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Lần này lại đây chính là chuyên môn nói cho anh việc về vực sâu hắc ám một chút. Chẳng qua chiếu theo tình huống hiện tại, vẫn là Trừ Phong nói cho anh đi. Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc. Phiền toái của anh thật sự đã được giải quyết, nhưng phiền toái của tôi tới rồi. Tôi còn phải về trước nhìn xem tình huống bên tôi như thế nào đã. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền nhanh chân chạy về phương hướng biệt thự của mình. Nhìn bóng dáng của Lâm Hiểu Phong, Vô Kiều lộ ra vẻ thấu hiểu cùng với biểu tình đồng cảm. Lâm Hiểu Phong trở lại trước biệt thự, phát hiện cửa biệt thự đã được mở ra, hắn vội vàng đi vào. Mẹ nó, với tính tình của Hạng Chu, nếu biết việc về Hoàng Dần, quỷ mới biết nàng sẽ làm ra chuyện gì. Vừa tiến vào nhà, liền nhìn thấy Hạng Chu cùng với Hoàng Dần, thế nhưng cứ như vậy ngồi ở trên sofa. Hàng Chu tươi cười đầy mặt nói chuyện phiếm cùng với Hoàng Dần. Cậu đã trở lại. Hàng Chu quay đầu nhìn lại nói. Thất thần làm gì, ngồi xuống đi. Hai người không có việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc. Hàng Chu trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Được rồi, cậu sợ thành cái dạng gì? Mình thuận nhìn từ hung thần ác sát vậy sao? Không không không. Lâm Hiểu Phong vội vàng lắc đầu. Hắn ngồi xuống trên sofa, trong lòng đương nhiên còn có chút không rõ vì sao Hàng Chu cùng với Hoàng Dần lúc này lại như vậy. Hàng Chu nói. Hoàng Dần đã đem chuyện giữa cậu và cô ấy trải qua đều nói cho mình rồi. Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Hoàng Dần có chút xin lỗi, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Xin lỗi Lâm thiếu chủ, Hàng thính chủ hỏi tôi cũng không có khả năng không trả lời, cho nên liền đem sự tình giữa tôi và anh 1 năm 1 mười nói cho cô ấy. Mình giống như người lòng dạ hẹp hòi vậy sao? Hàng Chu trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Lại nói nhà đầu Hoàng Dần này thích cậu, cậu lại không đồng ý, sợ cái gì? Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ là bởi vì vừa rồi nhìn thấy bộ dáng của Vu Kiểu bị Khuất Thủ Hương đánh bay ra ngoài, cho nên lúc này mới lo lắng một trận vô ích. Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc, trên mặt lộ ra tươi cười xấu hổ. Nói như vậy thật sự là mình đã có nhiều lo lắng. Nhà đầu Hoàng Dần này cô rất đáng thương. Hàng Chu nhíu mày nhìn về phía của Hoàng Dần. Tuy rằng giữa cô cùng với Hiểu Phong không có phát sinh qua cái gì, nhưng cô cũng không thể ở lại nơi này. Xin lỗi, ta không thể chịu đựng một cô gái thích Hiểu Phong lại ở bên người hắn. Hoàng Dần gật đầu. Tôi hiểu rồi, vừa rồi tôi đã thu thập đồ đạc, chỉ là còn chưa kịp rời đi. Hàng Chu thở hắt ra nói. Hiểu Phong, đưa cô ấy đi đi. Nói xong, Hàng Chu cười nói. Không hẹn gặp lại. Vâng. Hoàng Dần cầm lấy hành lý bên chân. Tôi giúp cô mang đi. Lâm Hiểu Phong đến cầm hành lý cho Hoàng Dần. Hoàng Dần vội vàng lùi một bước nói. Đừng, và nhất lại để cho Hạng Thánh Chủ hiểu lầm, vậy thì thật không tốt. Nói xong, Hoàng Dần cầm hành lý đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau nàng. Kỳ thật, Hạng Thánh Chủ là một người khá tốt, ít nhất rất thông tình đạt lý. Hoàng Dần đi ở phía trước cười nói. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Hạng Chu, cô ấy thật sự rất tốt. Lâm thiếu chủ, anh cũng không cần đưa nữa. Hoàng Dần dừng lại bước chân,
quay đầu lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Hy vọng không hẹn ngày gặp lại, có một số giấc mộng tóm lại là phải tỉnh. Hoàng Gia nhìn Lâm Hiểu Phong thật sâu, sau đó nói xong câu đó, một mình cô độc rời đi. Nhìn bóng dáng của Hoàng Dần, Lâm Hiểu Phong thở dài. Hắn xoay người trở lại bên trong biệt thự của mình. Mới vừa đi vào biệt thự, Hàn Chu từ trong phòng bếp đi ra, cầm trong tay rất nhiều tờ giấy. Nhìn dáng vẻ, những ngày mà mình đi theo sư phụ học nghệ này, cậu thật sự đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Mộ Dung Quyên Nhi này chính là cô gái lúc trước đi cùng cậu, khi mình và cậu bị sư phụ tách ra sao? Lâm Hiểu Phong nhìn những tờ giấy ố vàng đó hỏi. Những thứ này là gì vậy? Trước kia khi cô gái đó nấu cơm, tớ viết một số tờ giấy cho cậu, hy vọng cậu nhìn thấy. Hạng Chu ngồi vào trên sofa, bắt chéo chân nói. Nhìn dáng vẻ cô ta đối với cậu một chút đều không hiểu biết, gia hỏa cậu làm sao có thể đi mở tủ lạnh, còn nhìn vào tủ lạnh làm gì? Hạng Chu nói, liền cầm những tờ giấy đó đưa lên. Lâm Hiểu Phong cũng ngồi vào bên cạnh nhìn theo. Lúc trước thời điểm Mộ Dung Quyên Nhi ở nơi này, Lâm Hiểu Phong lâu lâu mới về nơi đây. Mộ Dung Quyên Nhi liền đem những suy nghĩ của mình viết ở trên tờ giấy, sau đó đặt ở bên trong tủ lạnh, hy vọng có một ngày Lâm Hiểu Phong có thể nhìn thấy. Nhìn những tưởng niệm của Mộ Dung Quyên Nhi đối với mình được viết lên những tờ giấy ố vàng đó, Lâm Hiểu Phong trong lòng thật sự phiền muộn. Sau khi Hạng Chu xem xong liền hỏi, đây là chuyện khi nào? 5 năm trước. Lâm Hiểu Phong lấy ra một điếu thuốc, bật lửa hung hăng hút một hơi, thở dài nói, Mộ Dung Quyên Nhi này là một cô gái thật sự khá tốt. Hạng Chu nhìn những tờ giấy đó, đương nhiên cũng minh bạch tình cảm mà Mộ Dung Quyên Nhi dành cho Lâm Hiểu Phong. Nàng lắc lắc tờ giấy trong tay, tiếp theo cười nói, thích cô ấy sao? Ừ. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Hắn cũng không muốn lừa gạt Hạng Chu. Hạng Chu vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Tuy rằng mình là người hay ghen, nhưng còn không đến mức đi ghen với một người đã chết. Được rồi, hôm nay mình đã trở về, những việc trước kia của cậu mình cũng lời quản. Bất quá từ hôm nay trở đi, không cho phép bên cạnh cậu xuất hiện yêu ma quỷ quái nào khác, chỉ có thể là một mình. Hàn Chu chỉ vào mặt mình nói, đã biết chưa, hỗn đản. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười, yên tâm đi. Đúng rồi, Lâm Hiểu Phong nhìn Hàn Chu nói, chúng ta thay đổi cách xưng hô đi. Anh nghe nói kết hôn rất là tiện nghi, nhưng cũng chỉ là tốn mười mấy đồng tiền. Anh muốn kết hôn với em. Tờ giấy trong tay của Hoàng Chu bất giác rơi xuống đất. Bên trong đôi mắt của nàng xuất hiện nước mắt. Thật nhiều năm đi qua, nàng đều đã 30 tuổi. Không nghĩ tới gia hỏa Lâm Hiểu Phong này rốt cuộc đã nói ra kết hôn. Em còn tưởng rằng đời này anh đều sẽ không chủ động nói chuyện này nữa. Trên mặt Hoàng Chu nhìn không được lộ ra tươi cười. Sao có thể? Trước kia không phải có một đống lớn chuyện phiền toái hay sao? Hiện tại cuộc sống của chúng ta thật thoải mái, quản ma thần hay không ma thần làm cái gì. Sau khi chúng ta kết hôn liền ẩn cư đi, giới âm dương xảy ra chuyện gì đều không có quan hệ cùng với chúng ta. Lâm Hiểu Phong nghiêm túc nhìn nàng nói, anh không hy vọng ngày nào đó chính mình đột nhiên liền đã chết, hoặc là một ngày nào đó em lại đột nhiên biến mất. Lâm Hiểu Phong nắm chặt tay của Hạng Chu. Anh muốn cùng em kết hôn. Tiểu Chu, chúng ta kết hôn đi. Hạng Chu rốt cuộc là nhịn không được òa khóc. Nàng nâng tay lên, hung hăng đánh vào trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Vương bát đản, mấy đồng tiền liền muốn cưới em sao? Em phải làm cô dâu xinh đẹp nhất trong giới âm dương. Đương nhiên. Lâm Hiểu Phong trịnh trọng gật đầu. Hạng Chu gắt gao ôm lấy Lâm Hiểu Phong. Đồ ngốc, chúng ta thật sự có thể rời khỏi giới âm dương sao? Anh nghĩ là có thể. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Hắn gắt gao bắt lấy tay của Hạng Chu. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm của Vũ Kiều. Loại sự tình kết hôn này cũng không thể keo kiệt được. Vũ Kiều, Truy Phong không biết đến bên ngoài cửa khi nào. Hai người bọn họ từ ngoài cửa đi đến. Vũ Kiều tươi cười đầy mặt nói, mau chọn ngày lành, sau đó chuẩn bị mở hôn lễ đi. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Vũ Kiều một cái. Gia hỏa anh, sao nào, muốn cho bao nhiêu tiền biếu đây? Không, đây không phải là để cho cậu định ngày lành, chúng ta cùng nhau náo nhiệt một chút hay sao? Vũ Kiều ngồi vào trên sofa, nhìn Hạng Chu nói, xin chào,
ta là cục trưởng của Trảo Yêu Cục, Vô Cửu. Cửu ngưỡng đại danh. Hàn Chu khẽ gật đầu. Hàn Chu cùng với Vô Cửu cũng không quen thuộc. Vô Cửu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Chuẩn bị khi nào kết hôn? Cho ngày lành tháng tốt đã. Lâm Hiểu Phong nói. Việc này dễ làm. Trảo Yêu Cục chúng ta thứ khác không nhiều lắm, nhưng một đám người tính này chuẩn nhất trong toàn bộ Trung Quốc, tất cả đều ở tại nơi này. Thậm chí ta có thể đi mời đại sư Thượng Quan Lưu Vân tính ngày tốt cho cậu. Vô Kiểu nhếch miệng cười nói. Gia hỏa anh tích cực như vậy làm gì? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn hắn một cái. Vô Kiểu nói. Đây không phải là làm huynh đệ, cao hứng thay cho cậu sao? Truy Phong ở một bên cũng gật đầu nói. Hiểu Phong, cậu kết hôn chỉ là một chuyện lớn, phải xử lý tốt một chút. Vô nghĩa. Lâm Hiểu Phong nói xong, quay người lại, nở quỳ trước mặt Hạng Chu, trên mặt lộ ra tươi cười sáng lạn. Nữ sĩ Hạng Chu mỹ lệ, nàng có nguyện ý gả cho Lâm Hiểu Phong ta không? Em mà nói không muốn, có phải anh liền chuẩn bị không kết hôn hay không? Hạng Chu chừng hắn một cái. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.